chào cô. Dạ, chào cô. Chào chị ạ. Dạ, xin mời chị. Dạ, xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Nguyễn Lộc. Dạ, chào cô ngồi, cô cứ ngồi. Dạ. Tôi tên là Lê Thị Bông, 49 tuổi, đang ở Gò Vấp. Dạ, dạ, xin mời chị. Xin chào chú Quyền Linh, chào MC Lê Lộc, chào quý vị khán giả. Dạ, con tên là Phạm Thị Trình, năm nay 27 tuổi. Dạ, và làm dâu của mẹ là hơn 3 năm rồi ạ. Dạ. Mình có em bé chưa ha? Dạ, mình có em bé hơn 2 tuổi, bé gái ạ. Cái ngày đầu tiên mà mình gặp con dâu tương lai á, thì mình thấy thế nào? Thì thấy cũng dễ thương, chịu khó. Nhưng trai mà có chịu ngay từ đầu không? Dạ, thấy cũng được. Thì thấy đó, con nhớ nói, mẹ ơi, con dắt bạn về nè. Lâu lắm rồi con nói với mẹ, mẹ cứ hẹn lần hẹn lựa hoài à. Thì mẹ mới nói rằng là thôi, mình còn thiếu thốn nhiều lắm, mình để từ từ đi con. Con trai nó đâu chịu đâu. Nó không chịu, nó nói ô, mẹ cứ hẹn hoài à. Giờ mẹ tính làm sao mẹ làm gì con không biết. Rồi cái nó bảo cái nó hẹn giận. Hẹn gì được nữa, hẹn tao muốn vợ quá mà hẹn. Trai muốn vợ làm sao mà hẹn được nữa. Nó giận cái nó bỏ, nó bỏ nó đi. Dạ. Ô trời, bỏ đi luôn. Nó bỏ nó đi cần tuần lễ luôn. Về chứ vậy. Rồi về rồi cô có chịu không? Thì giờ mình phải năn nỉ nó, thôi giờ con về nhà đi, rồi ba mẹ rồi từ từ ba mẹ tính cho. Thì nó mới chịu về nhà. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ. Rồi khi mà chị gặp mẹ chồng, chị có ấn tượng điều gì không? Thì dạ, thấy mẹ rất là nghiêm, có vẻ là khó tính. Thấy mẹ trẻ, đẹp. Với lại mình cũng hơi cái cảm giác là mình cũng là gái quê á. Mẹ là người gốc Sài Gòn nên mình cũng hơi mặc cảm. Dạ. Em là quê ở đâu? Dạ, quê Thanh Hóa. Thanh Hóa hả? Dạ. Giọng lạ ha, đặc biệt ha. Rồi bao lâu sau thì cô mới chấp nhận với cái mối tình này? Gần cả năm nữa. Dạ. Là mới là cưới cho nó. Rồi làm dâu có gặp khó khăn gì không? Dạ, thời gian đầu thì cũng hơi khó khăn. Tại vì em người Thanh Hóa, mẹ là người Nam. Về phần nấu ăn thì nó sẽ có sự khác biệt. Em thì không ăn cay được, mà nhà thì ăn cay. À, thì em nấu thì nấu món ngoài Bắc, mà ba mẹ thì không ăn được mấy món mà ngoài Bắc á. Ba thì khó tính hơn, ba thì hay chê. Chơi lên chơi xuống, ông chơi chơi mà tao nói sao em cứ để cho nó nấu hoài vậy. Nó thì giờ hơi kệ kệ tập đi con dâu, nó nấu cái gì mình ăn cái đó. Yeah. Anh đừng có khó quá rồi. Yeah. Nó không có nấu cho mình ăn á. Rồi bắt đầu cái tuần á anh bắt em vô bếp nữa. À mà vậy sao cô không chỉ cách? Dạ, chỉ chứ. Con ơi, con nấu cái này này nè, vậy nè, chỉ vậy á, chứ thật sự ra nó không có nghe, quen tay rồi quá. Thì đó đúng. Yeah. Rồi nấu à, không có bỏ hạt nêm như mình hay là cái gì chứ, không bỏ đường không bỏ gì á. Dạ. Chỉ bỏ đúng tí muối với là ấy thôi, còn mà trừ ra nó lặt lẹo lắm, không ăn được. Nó chỉ hoài à, nó chỉ vậy á chứ mà đến bây không. Giờ nấu được đỡ chưa cô? Không luôn. Mà con cái là ba năm rồi mà vẫn chưa nấu được luôn. Dạ chưa. Ba khó tính quá, tại ba chỉ có ăn được cái món của mẹ nấu thôi, còn món của em nấu ví dụ như là thịt giá cày ở ngoài Bắc á thì ba cũng không biết ăn, mẹ không biết ăn luôn. Đừng có nấu thịt giá cày, ông biết ăn thì đừng có nấu món đó, em lấy cày giá thịt đi. Mà ông xã nhà em lại thích ăn món đó. Ủa vậy em ưu tiên chồng hay ưu tiên ông già chồng? Ông già chồng bây giờ chỉ có mẹ em chiều được thôi. Thấy chưa, chỉ có nấu cho chồng ăn thôi, không có nấu cho ông già chồng. Em biết ông già chồng em thích món gì không? Nói chung là ba chồng em khó, chỉ có mẹ em chiều được thôi. Dạ. Khó thì mình phải chinh phục cái khó đó. Thử bây giờ mình hỏi coi cái món nào ông già chồng thích, bữa nào mình tập nấu đi. Mình chỉ theo nấu cho mình cho nó, con niêm vậy vậy nè. Nó không có chịu. Dạ. Nó chỉ nấu theo cái niêm đủ, một món hai món thôi. Tuyệt đối không bao giờ bỏ đường. Ủa vậy là mỗi bữa cơm rồi gia đình mình chia thành hai phe? Không, không. Dù như mẹ nấu mẹ thì nấu. Nó cũng vẫn ăn. À. Ăn bình thường. À. Còn nó nấu thì nhiều khi đôi lúc ông ba chồng chê ăn, thì ông ăn ít thôi, ông ăn nhiều. Ông ăn được đúng chén thì ông đứng lên đi. Không tìm đủ cách nào đó, mình nghe lời mẹ cứ chỉ sao làm vậy đi. Em sợ ăn đường nên em không có nêm đường, mẹ thì hay nêm. Thì giờ em nấu cho ông già chồng ăn trước đi rồi em ăn sau. Được không? Dạ thì cái đó em phải học thêm. Đúng rồi, phải học, tại vì mới có 3 năm thôi. Dạ. Từ đây tới sau nữa cũng phải nấu cho ông già chồng ăn cho ông ăn được chứ. Mẹ thì dạ, dễ, ông xã thì khó lắm. Cũng xem chú Quyền Linh nấu ấy ạ. À. Có coi hả? Dạ có. Sao học cách chú nấu? Dạ thì cũng học mấy món của chú Quyền nấu nhưng... nấu cho ăn trộm được mà. Chú nấu cũng nhiều, người ăn người ta còn khoái mà.
Bữa nào chú chỉ cho. Dạ. Đó, xem nấu ba chồng đâu ăn được đâu. Dạng như bữa đó hình như là đổ bánh cuốn. Bánh cuốn á. Đổ thành bánh xèo. Chầm bèm mà sao ăn. Bánh cuốn đổ thành bánh cháo. Dạ. Đó, con nhỏ nhẹ 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 hả? Ăn không được. Trộn bột lại á. Mà không biết sao công thức nó bị sai á. Xong rồi nó con tráng bằng chảo á. Thì nó bị nhão. Bánh cuốn hả? Dạ, bánh cuốn hả? Nè, con xay bột ha. Xong pha nước vô. Con đổ thịt vô, đổ nước mắm vô, con đổ rau, con quậy, con xay thịt thối xong con ấy lên con cuốn lại. Phải không? Đó là sinh tố rồi. Thành sinh tố rồi. Thôi trời thôi, chứ thật sự cái chuyện này không có khó đâu con. Dạ. Cứ làm theo mẹ đi, mẹ chỉ cái gì, một món một thôi thử thôi. Dạ. Bữa nào con bất ngờ ha, con học xong, con nói ba, bữa nay con nấu cho bà ngồi bà nghe coi nha. Nấu, mình nói là nấu cái này dày, nêm dày, 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 cho ông già ăn tại chỗ, bảo đảm ông già sẽ... rất là thương con dâu luôn. Thử dạ. Đi nha. Ông xã ông cũng thương nó lắm. Coi như là nó con gái của mình vậy đó. Con cái là nó nấu chưa có được thôi. Rồi cái chuyện nấu nướng thì sẽ tập nha. Nhớ nha dạ, con nha. Dạ vâng. Rồi hai mẹ con có cái gì không hợp nhau không? Dạ rất, chắc là nhiều ạ. Nhiều. Nhiều lắm dạ. Cô mẹ thì Stin đi ra đường thì ai cũng gọi con với lại mẹ là hai chị em. Về cũng hơi tủi thân. Dạ. Rồi mẹ tôi khi mà biết về cái công nghệ điện thoại bán hàng livestream ạ, Facebook ạ, là mẹ cứ mua đồ trên mạng. Có khi lên 10 triệu ạ. Trời, mua gì? Mua cái gì mà mắc dữ vậy chị? Mua nhiều mua lắm. Nhiều. Bà không có xài hả cô? Mua kiểu như mua mình để đó vậy đó, là nhiều khi cho con cháu nữa, hay đi đám đi tiệc nữa. Dạ. Chứ là một phần nhiều khi mình thấy con dâu mình nó mặc đồ á, dạng như nó không có được ấy nữa, giờ đi với con trai mình nữa thì con trai mình là nó xe xu này nọ kia, còn dâu mình thì nó cũng không được ấy, thì mình hỏi thôi mẹ mua đồ ở trển á, đó con nhìn lên trển con ưng cái nào con lấy con bận, thì ưng bận được rồi thì cứ theo mà cứ lên mà lấy mà bận thôi. Mẹ sao mẹ không chia cho con đấy, chia cái gì bận đi xong rồi dắt lên để đó mới mốt còn bận nữa chứ không có chia. Mua cho mẹ xong là mẹ trả lại cho mẹ, chứ mẹ không cho luôn. Có vậy cũng được rồi. Bây giờ con đừng mua gì hết. Mẹ mua gì cứ mặc vậy là xong. Khỏi tốn tiền mua. Dạ thì con tiết kiệm lắm nên con đâu mua đồ. Tiết kiệm chứ lắm dạ. Thương là cái đó đó dạ. À, vậy tốt nó biết rồi. Lo làm, nó biết lo tiết kiệm. Còn chồng thì ăn nhậu. Mẹ còn rầu hơn luôn á. Bây giờ nó có vợ lại là còn đỡ. Vợ nó kèm lại đỡ, cũng đỡ một phần nào á. Đi tới nỗi mà mình ngồi mình phải canh chờ đó, mình không ngủ được 2-3 giờ sáng luôn á. Rồi những lúc đó là hai vợ chồng về, thí dụ có xảy ra cự cãi gì không? Thì cũng có cãi nhau. Rồi mẹ cãi xử... là nó kêu mẹ không à. Mẹ xử sao mẹ? Kệ con cho nó đi giao du tí đi, chứ con ràng ép nó quá nó còn dữ hơn nữa đó. Nó mẹ cứ bên hoài. Nó nói mẹ bên hoài à. Vậy là mẹ chồng với dâu thân nhau lắm đúng không? Thân là lúc mà ba mẹ chồng mà cãi nhau á thì mẹ mới thân với em. Hả? Ba hay ghen mẹ á, tại mẹ trẻ đẹp, mẹ đi ra ngoài mẹ giao tiếp với nhiều người á. Về bà thấy bà ghen á, xong rồi hai ông bà chiến tranh lạnh không nói chuyện với nhau, xong rồi mẹ mới tâm sự với em. Ba thế này thế kia. Xong rồi khi mà hai ông bà mà thân lại với nhau thì mẹ không nói chuyện với em. Ủa gì vậy? Đúng rồi. Gia đình khổ á. Ừ thì đúng rồi. Người ta giận nhau người ta thì chơi với cô dâu mà không, mà hết giận thì ta chơi nhau chứ. Hai ông bà chơi với nhau. Nói đi con, chiều nay về ông già chồng đang đứng chờ trước cửa nhà. Dạ đúng rồi. Nãy giờ con với mẹ đi á là ba chồng cứ gọi không điện thoại á. Không biết là đi ra đây đâu. À không biết tham gia chương trình này. Không biết đây đâu. Mà không biết hai mẹ con đi đâu. Mà ông biết kể chuyện và ông ghen nữa còn mệt. Nãy có anh ơi bữa nay em họp, em về trễ. Bắt đầu cái không thôi. À thì chừng nào về đi rồi gọi điện anh ra anh đón. Chứ đâu có nói là đi với con dâu ra đây đâu. Nhưng mà thật sự là mẹ chồng rất là gọi là năng động hơn con dâu nhiều. Con dâu hơi chậm chạp đúng không cô? Dạ đúng, nói nhiều khi đôi lúc hả đầu óc nó không có chịu nghe. Khi đôi lúc hỏi hả không chưa trả lời liền luôn á. Suy nghĩ đợi, đợi lắm. Đợi mà ít nhất phải 5-10 phút mới trả lời thôi đó. Ví dụ như mẹ hỏi là ủa con ngày mai cho Trúc Linh ăn cái gì vậy con? 5 phút sau em mới trả lời được. Giận nhất là cái đó đó. Đang suy nghĩ cô, suy nghĩ thôi cho. Giận nhất là cái đó. Dạ. Mà hay suy nghĩ lâu lắm hả chị? Suy nghĩ xong rồi mình chậm phản xạ. Mình cũng dạng thuộc dạng tiếp người ít nói. Nên lâu lâu
trả lời hơi lâu. Ủa sao trên đây lên với Lê Lộc hỏi trả lời liền được? Dạ thì lên tivi thì phải khác hơn ạ. Nhưng mà nhiều khi vậy cô có làm cô bực không cô? Bực chứ. Không bực. Cô giận không? Giận. Có bao giờ mà la con dâu không? Có. La nó có trả lời lại không? Không, không trả lời. Cái đó cũng phải đang suy nghĩ. Không có trả lời. Làm thinh cái mặt buồn hiu vậy á, biết rồi đó. Dạ. Giận cái em bỏ đi ra ngoài. Dạng như mà đánh con á. Mà có hai cái tật còn nhỏ nó khóc á. Ôm nhỏ cứ ngắt vô như nè, đừng cho nó nín á. Dạ. Mình thấy vậy mình nói không? Bỏ ra, trả lại cho mẹ. Không có được mà dỗ con mày như vậy, cái kiểu như vậy là không được. Nó nín thở, nó chết làm sao. Bắt đầu giật nhỏ lại, nó giận. Bắt đầu kêu mẹ, mẹ cứ cưng cháu như vậy thôi. Cưng gì, cái đó là mẹ thương cháu, là con dỗ cháu như vậy là không có đúng. Bắt đầu nó bỏ tè tè điền nước. Đi đã hồi vòng mình cháu về. Nó mẹ, hồi đó mẹ có đánh anh Hải không? Nó nói không, tuyệt đối mẹ không có đánh anh Hải nha. Con đừng có đi ra hoài, con nghe mấy cái cô kia nói là mẹ đánh anh Hải hồi đó như vậy này nọ kia rồi. Tại vì hồi đó nó coi như là nó lớn rồi, nó cũng đi học á. Mà đi học, đi chơi, nó đi luôn, nó không vô nhà. Bắt đầu nhéo hai vế nó vậy đó, bà nội chửi quá trời, bà nội chồng á. Có bao giờ mà mẹ la quá rồi buồn ngồi khóc, rồi định bỏ về nhà gì không? Dạ, bỏ về nhà Thanh Hóa, xa tiết ngoài Thanh Hóa không dám bỏ. Chỉ có buồn thôi. Buồn xong rồi hai mẹ con cũng về, không có xích mích lâu ạ. Đó, cái đó là cái hay nhất á, chứ đừng để mẹ giận lâu nha. Ủa mẹ, có một lần mẹ giận á, là hai vợ chồng cho em bé đi sang nhà bác anh trai của con chơi á. Mà về khoảng 8 giờ á, thì mẹ gọi điện, thì lúc đó hai vợ chồng thì cũng người máy hết pin, người thì không mang máy. Xong rồi về thì mẹ giận, mẹ im, mẹ không nói gì đến sáng mai. Mẹ đi làm á, xong rồi mẹ ở lại công ty luôn. Thì ba chồng mới hỏi, ủa sao bay làm gì mẹ bay giận, mẹ bay không về nữa. Chồng gọi điện thì mẹ không nghe, mẹ đòi ngủ lại ở công ty, mẹ không về nhà nữa. Mẹ giận á. Giận quá à, không về nữa. Hai chồng đâu biết mình giận đâu. Dạ. Nó không biết giận. Cái đầu cứ tức quá là nó không làm gì, không, nó không biết mình giận nữa. Nó lơ lơ là tức quá à. Ở công ty luôn. Ông xã cũng kêu, em ơi về chưa? Không, em có về đâu. Anh nói với tụi nó em ở đây luôn rồi, em có về. Đầu cái thằng trai gọi điện miết, gọi điện mà thậm chí mà tao nói trái máy luôn á. Không giận, không nghe nữa mà, không có về nữa. Cái nó gọi điếc lắm. Bây giờ mẹ không về hả, con ra tới công ty luôn á. Rồi có ra không cô? Nó gọi hoài rồi mình phải đành bụng rồi đi về. Đi về, vừa đi về tới nhà cái đầu cái ẩm con lại sề sề lại cho mình á. Cái đầu mẹ nè, nội nè, nội nè, nội giận nè, con vuốt nội đi, nội giận nè, con vuốt nè. Dâu nghiện không? Mẹ ơi, vợ chồng con có gì thì mẹ dạy mẹ bảo, chứ mẹ giận tụi con đâu có biết chuyện gì đâu. Dạ. Cái mình mới nói thôi là mẹ nói rồi là hai đứa đi chơi á, con nó còn nhỏ là phải về sớm, chứ không có được mà về trễ ngõ ba ngõ tư rồi người ta nói này nói nọ kia là quở con nít nó bệnh. Dạ mẹ la thì em im, xong nó để mẹ bớt cái cơn giận xuống thì em với mẹ nói chuyện được. Còn biết. Mà một người nóng một người mà cãi lại thì cái câu chuyện nó sẽ bùng cháy hơn. À, hai bên giống như bạn bè với nhau vậy đó, không có giận nhau lâu. Thôi bây giờ thì cô có muốn con dâu của mình thay đổi điều gì không? Mẹ muốn con á, thay đổi á, là trong nhà á, thì con có cho cháu chơi cái gì á, thì con dọn dẹp đi, đừng có để ba chồng la. Ba chồng nói mẹ chứ không có không phải là nói con đâu, nói mẹ nhằn mẹ hoài à. Rồi chị có mong muốn mẹ điều gì không? Thì mong muốn mẹ là mỗi lần đi làm về thì mẹ vui vẻ hơn, đừng có lầm lì lì sợ. Thì mong mẹ luôn có sức khỏe, hạn chế mua đồ online lại. Cảm ơn mẹ con hôm nay rất nhiều. Con hứa với mẹ là con sẽ thay đổi ạ. Mẹ cũng mong vậy, cảm ơn con. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc, bình an và thành công nhé. Dạ. Một kỷ niệm với chương trình. Cảm ơn.